Tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, hôm nay Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen đã có cuộc gặp đầy cảm động với hơn 500 đại biểu đại diện cho hàng vạn cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đạt được trong 35 năm sau khi chế độ diệt chủng sụp đổ có sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam. Dường như đã không có một nghi thức ngoại giao nào trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của một người đứng đầu chính phủ tại buổi gặp mặt này. Thủ tướng Hun Sen đã dùng tiếng Việt để chia sẻ những hồi ức của ông về cuộc cách mạng của nhân dân Campuchia và những người bạn Việt Nam, những người từng gắn bó, từng sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để giúp Campuchia hồi sinh và phát triển như hôm nay. Tôi còn nhớ có cái chuyện là tôi bị sốt rét đi nằm bệnh viện Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Hồi đó là bác sĩ đặt tên cho tôi là Mai Phúc, 25 tuổi, ở quân khu X. Thế thì tôi hồi đó thì cũng không biết nói tiếng Việt đâu. Kể lại cái chuyện đó là cái chuyện rất còn nhớ. À, cái chỗ canh cư mà do tôi kì chỉ đạo Việt Nam tấn công mạnh mà chiếm được cái khu nào, cái chỗ đó là Campuchia dư chân tại đó và xây dựng chính quyền, xây dựng chính quyền. Cái đấy là mình nhắc lại một tí, trong thời gian là chúng ta cùng nhau lật đổ Pol Pot. Câu chuyện tại buổi gặp mặt đã kéo dài hơn so với kế hoạch dự kiến, bởi theo Thủ tướng Hun Sen, những câu chuyện về Việt Nam, về sự giúp đỡ của cựu chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam đối với nhân dân của đất nước ông sẽ kể không bao giờ hết. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, đưa đến thắng lợi ngày 7 tháng 1 năm 1979, khép lại một trang sử đen tối nhất của đất nước này. Nếu hồi đó không có sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, thì Campuchia không có thể giải phóng đất nước được đâu. Tôi tính toán hồi đó là nếu dựa vào nước lương của Campuchia thì ít nhất cũng phải dùng cái 5 năm. Nếu mà 5 năm thì dân Campuchia chết hết rồi. Hồi đó Việt Nam phải trả giá rất cao. Tức là vừa hy sinh tinh mang của dân Việt Nam, quân đội Việt Nam, vừa hy sinh tài sản của Việt Nam, vừa hy sinh về chính trị và ngoại giao. Vấn đề này không bỏ quên được. Hồi đó Việt Nam cũng bị cấm vận từ bên ngoài do giải phóng Campuchia, vì dân Campuchia, vì đất nước Campuchia, vì dân tộc Campuchia, Việt Nam phải hy sinh. Hơn 3 năm, 30 năm, mời người ta công nhân đưa Khieu Samphon, Nuon Chea, Yeng Sary vào tòa án. Có nghĩa là người ta mới chấp nhận đây là sự đông đan của Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, thông qua các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam, Thủ tướng Hun Sen đã gửi lời tri ân đến các gia đình liệt sĩ có thân nhân hy sinh để đất nước Campuchia hồi sinh. Trước đó, Thủ tướng Hun Sen đã đến thăm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, những người trực tiếp tham gia chỉ huy lực lượng quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường Campuchia. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Campuchia đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn để tưởng nhớ những liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc Việt Nam, trong đó có những người đã ngã xuống vì sự hồi sinh của đất nước Campuchia. Cùng ngày, tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Hun Sen cũng đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng lãnh tụ của nhân dân Việt Nam.